xin chào tất cả các bạn, đã quay trở lại với Văn Hóng Gaming. Và ngày hôm trước thì mình vừa có làm cái video về leo danh ở mùa 13 với danh kim cương. Và hôm nay thì thật sự là toang rồi anh ạ. Lại trở về cái mạng cũ là bạch kim 1. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình thử leo từ bạch kim lên kim cương như nào. Thiệt quá, nói chung là không giữ được cái danh kim cương. Rồi, mình sẽ chơi đơn nha. Nói chung ở bạch kim thì nói chung rất là toang, nhưng mà lại phải yêu lại từ đầu của khắc Việt thôi. Rồi, mình sẽ cho các bạn tích trước. Như vậy có đi rừng rồi, có tanh rồi. Chúng ta thiếu AD, mid và support. Và mình sẽ pick AD luôn một này. Chứ để mấy ông ngáo ngáo bắn AD thì dễ toang lắm. Như vậy support là crest. Vẫn đang thiếu vị trí mid anh em. Đây là mình lên đồ theo set là chí mạng này. Sẽ cả phù hiệu nữa. Mình sẽ dùng hệ thống phù hiệu này. Có chuyển sinh, hồi sinh nhanh, liềm đoạt mạng. À quên, có cái liềm bất tử, quên mất. Xong. Méo có support luôn rồi. Hai đứa nó đi mid luôn rồi. Rất nản luôn. Trận này thế nào đây? Quay trở lại vị trí AD. Rồi như vậy team của mình sẽ có đi rừng là Zuke, support là Crest, mid Natanya, AD Văn Hóng theo Anas. Và tank sẽ là Arthur. Team mạng thì AD là John. Support lại là Malok. Support Malok. Mid là Ja. Vị trí top là Ngộ Không, và đi rừng là Kid Knap. Nói ra một đội hình khá là quen thuộc. Rồi, với vị trí AD đầu tiên in game, mình sẽ đi bên đường rồng. Tất nhiên nó đi đến đường rồng rồi. Và trong khoảng 30 giây đầu thì mình sẽ canh bùa. Đúng, phải đúng lý thuyết liên quân luôn. Thằng support nó đi ra mid làm gì vậy? Chết rồi, support ngáo rồi không ạ? Thằng support nó ngáo rồi, đi sang cướp bùa. Cướp thế nào được mà cướp? Thằng mặt lóc nó lên rồi kìa. Phải ra cứu nó không ạ? Không, thằng rừng nó thịt mất. Lạc thế mới kinh. Đi. Bắn trả chúng gì mà hạ tầng. Rồi tôi đốt được một thằng rồi các bạn. Tôi đốt được một thằng rồi. Đớp lót thằng rừng là đủ bộ rồi. Vậy mình đớp được hai thằng rồi. Còn thằng John có chơi luôn không? Chơi luôn thằng John. Thì là tốt cũng đi ra đây đấy. Sự trận đấu rất toang các bạn. Mẹ không biết nó chúng nó đi vị trí nào nữa. Thằng top lại đi sang mẹ tận đây làm gì ra. Nhưng mà nói chung rẽo đầu vớt được hai chú cũng ngon rồi. Áp luôn cậu. Tìm mình ăn được rồng rồi. Thế bảo bản update pháp sư chỗ dậy này thì ở vị trí AD sẽ rất là khá là bất lợi, thì khi mà chúng ta sẽ rất là khó farm khi mà lính không còn được nhiều vàng như cái đợt bản trước nữa. Mẹ thằng support của mình nó đi đâu rồi không ạ? Rồi nó mới ra này.
bố mana rồi, rút rút đi. Tao hết mana rồi, còn lag cái gì. Support đứng đấy thì... tỷ số đang là 5-2 rồi. Support đi như thế đấy. Bắn quá không ạ, tôi bị lag. Cố gắng ăn được con chim này. Nhìn xem rừng nó ở đâu nữa chứ. Nhon nó vẫn đứng ở đây à? Đẩy trụ thôi. Mô tổ cái thằng. Tôi bị lag không ạ? Bình 63 này. Lát cái gì? Thằng kia nó về rồi. Chị AD phải di chuyển liên tục không ạ? Rất dễ là nó bắt được cái vị trí mình ôm ấy. Chắc tôi cũng sẽ về. Rừng riêng mình chưa ăn được con rồng mà. Ăn được một con rồng đúng không? Mít nó ra canh nhỉ. Ôi trời ơi, hai thằng nó đứng ở mít kia làm sao ra canh được. Thằng rừng mình nó cứ đẩy top, nó không đẩy bên đường rồng nhỉ. Ôi dồi ôi, tôi thấy rừng nó đang bị thằng da nó vẩy dưới này. Mình còn cục máu mà lo gì. Hai thằng có hai cục máu nhưng mà lag quá. Rừng nó đẩy rồi đấy. Rừng nó đẩy rồi. Support chán nếu chịu được không ạ? Lúc đánh thì nó lại đứng ở số đít, support đằng sau thằng AD. Ngáo vãi đạn. Giờ thằng rừng thì ra ganh thì mình chết mẹ rồi. Úi dồi, rừng ra ganh còn bị thằng support nó bắn chết. Thằng support cũng chết luôn. Hoàng không chịu được không ạ? Bây giờ thằng mít nó ra nữa. Mít mình thì đi tận con mẹ lên bên kia đi. Cho mày vào. Thì mình bắt được thằng thằng rừng nó ra không ạ? Rừng nó thì mẹ rừng nó vào rừng mình như kiểu đi chợ. Support thì ngáo. Toang thật sự luôn. Thì đéo là cái thằng tanh thì cứ đi tìm nát bãi trường. Ôi sắp âm mạng rồi. Nghe ra rừng phải ganh bên vị trí AD còn đi cướp rồng như vậy. Nó đi đâu vậy? Ôi, tôi đéo thấy thằng rừng của mình ở đâu. Nó đang ăn rơi phải cứ... Trong khi quái rừng nó vẫn còn nguyên con gì à? Đẩy luôn đi. Tôi nghĩ mất mít rồi, mất hết len rồi.
Đây này, không không đẩy được. Tôi đứng ra bít. Nó hút máu ơi, khổ chứ. Thì AD bắn hay không? Thì đéo là thằng top đẩn đéo sâu vậy. Người ta phế hết mẹ rồi, các ông vẫn đứng rồi. Đi farm đi á. Mấy thằng support ngu. Tôi phải đi theo bọn này không ạ? Để nó che. Đi vào rừng thì rất dễ là thằng kia nó bắt lẻ. Chết mẹ, tướng còn đứng biết thằng ngộ không nữa chứ. Thằng biết thì đéo nó đâu. Bây giờ nó mới lên. Vâng, thật sự luôn. Mình còn một lần chuyển sinh nữa. Ui ôi, rừng ông làm cái gì vậy? Kinh nhỉ? Rừng ghê vậy. Không ổn được không ạ? Thằng tanh chán quá. Cứ thích đánh nhau. Bộ phải đi theo đoàn này không ạ? Đứng lên thì lính vạn cướp rừng đi. Ăn đéo sẽ lờ sớm vậy. Tập tay à? Ăn sớm này bị nó phản công ngược, nó sắp mà lờ đấy không ạ? Bị ngay mà. Nó đang hơn. Đi lẻ lẻ ra thì ẩn đéo, thì ẩn mẹ thằng biết đi. Buồn lạc quá. Chuyển sinh. Lên thẳng là win luôn đấy các bạn. Chắc là win rồi. Tôi lên đến nơi chúng nó đã đập mẹ trong trụ rồi. Win. Rồi, lâu lắm mới có trận win các bạn. Trời ơi. Trong cái tình hình ở dưới bách kim 1 thì nó cũng đơn giản. Chúng ta cùng xem lại thông số trận đấu này. Ôi được khoảng 5 không ạ? Mũ tội lạc lòi.
064 support 03 tanh 72 mít 21 rừng 133. Nói chung là cũng ngon. Ok, xin chào gặp lại ở các tập tiếp theo nha.